Ngày 11 tháng 6, Hội đồng đội quyền nằm Dơi tổ chức lễ khởi công căn nhà căn quản đỏ cho đội viên Trần Bích Trâm, học sinh lớp 3 trường tiểu học Trà Là, để mắt bầu giá 6 trọng phán. Căn nhà có diện tích xây dựng 45m2 trị giá 40 triệu đồng, Cô vốn trên cho các bạn đội viên toàn quyền đóng góp hỗ trợ. Được biết, em Trần Bích Trâm là hộ đặc biệt khó khăn, đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức đoàn đội đối với thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, cũng là món quà ý nghĩa góp phần động viên khích lệ em Trần Bích Trâm vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập.